Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là tuyệt vời và tràn đầy năng lượng. Thì tiếp tục hành trình thả tôm giống OVS. Thì sáng sớm hôm nay thì là ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch, thì Huy đang có mặt tại Triều Vinh để thả cho một khách hàng ở đây. Và hiện tại là mình đã thả cho ao bạc với cái độ mặn là 30 phân ngàn, với số lượng là hơn 40 vạn đầu con. Thì các bạn hãy cùng theo chân Huy để xem kết thả như thế nào nhé. Giống là khi đã xuống ao của khách hàng, và trước khi xuống ao mà chuẩn bị thả thì anh khách hàng đã đến đó là một chai hơi cua đó, trước khi thả. Và sau khi thả xong anh sẽ đến thêm tiếp thêm một chai hơi cua nữa, và giống sẽ thuần trước là khoảng 30 phút trước khi thả ra ao nuôi. Và bên cạnh đó anh còn đánh thêm đó là C để tăng cái sức đề kháng và chống sốc cho tôm. Và bên này là ao sang. Sau khi anh thả khoảng 20 đến 25 ngày thì anh sẽ sang qua cái ao này. Bên này là ao thả ươm. Xin chúc tất cả quý anh chị và các bạn có một ngày mới thật là tuyệt vời, và xin hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào.